cô như xin sẽ tất cả các con. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con viết bài chính tả chợ Tết và cùng làm các bài tập chính tả. Các con hãy chú ý theo dõi nhé. Trước khi bắt đầu vào viết chính tả, cô xin mời các con hãy quan sát hình ảnh rộn ràng, tấp nập đông vui và rất nhộn nhịp của chợ Tết nhé. Bây giờ là nhiệm vụ của các con, đó là nhớ viết bài chợ Tết từ dải mây trắng cho đến ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Bây giờ cô sẽ đọc qua cho các con nghe một lần nhé. Chợ Tết, dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ốc mái nhà tranh. Trên con đường viền trắng miếp đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Đoàn văn cừ. Vậy là cô vừa đọc xong cho các con nghe đoạn chính tả mà chúng ta cần biết. Và nội dung của đoạn này nói về vẻ đẹp của quang cảnh chung ngày chợ Tết ở một vùng trung du và niềm vui của mọi người khi đi chợ Tết. Và sau đây là một số từ khó mà các con có thể dễ mắc lỗi. Đầu tiên là từ ôm ốc, viền, mép, lon son, lom khom, yếm thắm, nép đầu, ngộ nghĩnh. Các con hãy lưu ý để mình không mắc lỗi ở những từ này nhé. Chúc các con viết tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phần bài tập. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẫu chuyện dưới đây. Viết rằng ô số 1 chứa tiếng có âm đầu là sờ hay sờ, còn ô số 2 chứa tiếng có vần ức hay ức. Một ngày và một năm. Nhiệm vụ của các con là đọc thật kỹ mẫu chuyện và dựa vào những từ xung quanh để có thể tìm được những tiếng thích hợp điền vào ô trống. Các con hãy đọc thật kỹ yêu cầu của bài tập để có thể hoàn thành tốt bài tập này nhé. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con hoàn thành bài viết chính tả cũng như là các bài tập chính tả. Các con nhớ phải viết thật cẩn thận, rèn chữ và hạn chế gạch xóa cũng như là phạm lỗi sai nhé. Cô chúc các con học tốt.